Sáng ngày 26 tháng 1, tại chùa Phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và triển khai phương hoạt động năm 2021. Chứng minh chủ trì hội nghị có Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Thượng Tọa Thích Thanh Đường, Phó Thượng trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng. Đại Đức Thích Thanh Hải, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Đại Đức Thích Thanh Hậu, Tránh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng, đại diện chính quyền tỉnh Cao Bằng, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể trong tỉnh cùng về tham dự. Phát biểu khai mạc hội nghị, Hòa Thượng Thích Gia Quang cho biết, Năm 2020, tuy đứng trước những khó khăn chung của toàn xã hội bởi dịch bệnh, thiên tai và lũ lụt, nhưng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng cũng đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong công tác Phật sự. Đại Đức Thích Thành Hậu đã đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020, chương trình công tác Phật sự năm 2021. Toàn tỉnh có 9 ngôi chùa, trong đó có một ngôi chùa được công nhận xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Những năm qua, một số ngôi chùa đã được trùng tu tôn tạo, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của đồng bào các dân tộc tỉnh nhà. Trong năm qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang đã vận động tăng ni Phật tử, các nhà hảo tâm ủng hộ công tác từ thiện xã hội như xây điểm trường, tặng quà cho các gia đình bị thiên tai dịch bệnh, các gia đình chính sách, hộ nghèo nhân các dịp lễ Tết với tổng giá trị lên đến gần 3 tỷ đồng. Tại hội nghị, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, chia sẻ phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021 của Chư Tăng Ni Phật tử ông nguyễn ngọc định phó giám đốc sở nội vụ trưởng ban tôn giáo tỉnh cao bằng đánh giá cao những hoạt động mà ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh cao bằng đã đạt được ông khẳng định lãnh đạo chính quyền tỉnh cao bằng luôn ủng hộ đời sống tín ngưỡng tâm linh của đồng bào có đạo ông mong muốn tăng ni phật tử sẽ luôn giữ vững tinh thần đoàn kết quan hệ chặt chẽ với các cấp đảng chính quyền mặt trận để tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc an sinh xã hội làm tốt đời đẹp đạo chiều cùng ngày đoàn ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh cao bằng do hòa thượng thích gia quang làm trưởng đoàn đã tới thăm và chúc tết tỉnh ủy ủy ban nhân dân các cơ quan ban ngành tỉnh cao bằng thành phố cao bằng đại diện lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân các cơ quan ban ngành tỉnh cao bằng thành phố cao bằng thân mật tiếp đoàn